chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xe buýt đường sông tại Sài Gòn. Bến xe buýt thì nằm ngay cạnh tượng đài Trần Hưng Đạo, ngay quận 1. Bây giờ là 13:25, 13:30 có một chuyến. Giá vé ở đây là 15.000 một người. Bạn có thể mua vé lượt đi và lượt về ngay tại trạm bán vé ở đây. Bây giờ đúng là giờ, đúng đến giờ tàu chạy rồi. Có rất nhiều trạm dừng. Các bạn có thể vào trong đây để mua vé. Đi tất cả các bến chỉ với 15.000. Đây là bảng giờ tàu. Đây mình đã mua vé rồi, không cần mua nữa. Giờ thì chuẩn bị lên tàu. Cho anh một vé này. Cái tàu của chúng ta sẽ trông như thế này, rất là mới. Đã lên giờ lên rồi. Một vé hay hai vé đúng không? Xé ra hai vé. Bến này đẹp phết nhỉ, trông sang chảnh đấy chứ. Không sợ mưa đâu, nhưng không sợ. Đi vô vô luôn đi. Chọn cái ghế ở cái này nhá.
xe đá kia nó tăng không được. Xà lan, đấy gọi là xà lan. Cái đấy tàu là phía sau.
Đèo này bình thường. Đây gọi là lục bình. Còn đây gọi là khoai. Không phải bèo, là khoai. Quay dãi. Ngày xưa dùng để nuôi lợn. Đây mình ngồi ngoài nhá. Không ngồi ngoài, ngồi bên kia.